siêu máy bay B-1B Lancer trị giá 283 triệu USD của Mỹ là loại máy bay ném bom tầm xa, đa nhiệm, thực hiện các sứ mệnh lên lục địa mà không cần tái nạp nhiên liệu. Đầu những năm 1980, Rockwell cho ra đời phiên bản B-1B có khả năng bay với vận tốc gấp 1,25 lần tốc độ âm thanh. Mỗi chiếc B-1B Lancer dài 44,5 m, cao 10,4 m với sải cánh 24 m khi cụp và 42 m khi xòe. Bốn động cơ phản lực giúp B-1B có thể đạt vận tốc 1.335 km/h ở độ cao trên 15.000 m và 1.100 km/h trong độ cao 60 tới 152 m. Nó có thể mang 57 tấn vũ khí, bao gồm 34 tấn bom ở các khoang chứa trong thân và 23 tấn vũ khí dưới các giá treo bên ngoài. B-1B có khả năng ném tất cả các loại bom, bao gồm cả bom nguyên tử chiến lược và chiến thuật. Tuy nhiên, Mỹ lại quyết định loại biên B-1B Lancer do quá tốn kém chi phí nếu duy trì.